Cô ba đi đâu vậy? Đi chơi. Ok, right here. Ok, ta phải đi. Ta phải đây nè. Ok. Quay cho bạn. Đi đâu vậy? Đi Houston. Houston đi chơi. Đó. Đi xíu đi gặp chứ sao? Sao? À, bây giờ mình đang ở Houston. Bữa nay dẫn chú Sáu, thím Sáu với Mỹ Quyền đến đây ăn một cái tiệm lẩu. Tiệm lẩu của Khoa Park Hot Pot. Đây. Nữa lên cho đưa cho lên cho Diễu coi, Diễu coi bà phải về bà phải đi. Đây, bây giờ mình đi với chú Sim. Đây, bây giờ mình tới Houston, mình đi ăn Khoa Park. Bữa nay mình vô mình review nha. Trong trong cái mall, mall nó gọi là Mimosa Mall. Đó. Rồi. Cái này hôm nay cô ba đi đâu đây cô ba? Cô ba bữa nay xuống đây cô ba đi ăn Khoa Park lẩu. Thành ra là muốn review cho mọi người. Những ai chưa tới ăn thì vô bữa nay mình vô mình review cho các bạn tới. Thử. Ok, rồi mời mọi người vô. Nếu mà nãy chị vô sớm 1 phút đó là bạn đã chịu rồi. Mình đang đợi, 4 người mình đang đợi. Đúng rồi, xin chào. Đây, ghi cái price. Hôm nay là dinner 7 days a week. Coi chừng người ta mở cửa ra đó. All you can eat, this is the price. Rồi, vô bàn số 12. Chú với cái gì chú vô bàn số 12. Ở trong này cứ đi vô cái bàn số 12 đi vô. Đông. Sao cô ba ở đâu tới mới vô phải không? Ở Virginia xuống thì ở Virginia có nghe có hơi video của cô ra bữa nay mình cũng tới mình ăn thử nghiệm cho nó thấy đó. Giờ này là bây giờ mới 6 giờ rưỡi ở đây bước vô. Nhưng mà bước vô có chào bạn lâu không? Rất là đông của mình rồi lấy. Bây giờ mình đi lên mình lấy đó. Ủa? Ta phải đưa cái đũa rồi chứ. Không, thì người ta làm cái cười. Đó, we will charge $20. Bây giờ tụi chị cứ lên lấy đồ thôi em. Dạ ok, thì xíu nữa bác sẽ đem ra cho mình một cái lọ bún ngăn bún Mỹ khác nhau thôi. Rồi mình chỉ cần order nước uống xong sau đó mình có thịt đủ bên kia. Và trên đó có rau củ quả là hải sản nằm ở trên đó thôi. Trên này có mấy cái xiên quen, xiên cái gì đó bò viên với lại cá viên rồi này kia mình không nói, mực rồi này kia mình không nói, còn ở đây là sauce như là nước tương cái mì rồi này kia là mình ok ăn. Bây giờ mình được đi không? Dạ mình có thể đi lấy được. Giờ lấy nước uống đi con, lấy cốc cốc đi đúng rồi quay dạ quay dạ
Vì sao uống vậy? Thì nó trà nóng hả? Có trà trái cây rồi, kia xin lấy trà. Dạ có chanh dây. Ừ đúng rồi, chanh dây đi hả? Dạ vậy tôi chanh dây luôn. Có hai cái chanh dây. Đổi qua bên đây một cái khúc, một cái chanh dây cưng. Dạ một khúc một chanh dây. À. Vậy là ba cái chanh dây một khúc. Em đổi cho chị ba rồi, em đổi rồi. I change for you already. Ok, cầm đi. Tự lấy. Ồ vậy thì đâu cần chú đi lấy ra, một hai người đi lấy được thôi. Một người lấy rau, lấy cải. Cái này trái cây ăn sao đi thím sáu. Bây giờ mình qua đây mình lấy thịt trước nè. Nè, thím sáu qua mình lấy. Ờ lấy dĩ đi. Ôi trời ơi xong mới đẩy vô vô. Đó, bây giờ thịt thì lấy hai loại thịt đi. Cái gì đây? Ờ, lấy một loại này. Mình lấy một loại này nữa. Hai cái một thứ hả? Can I check one? Lấy hai loại khác nhau. Đây, cái nước súp họ đem ra rồi nè, thấy không? Đó, bây giờ đợi cho nó nóng. Bốn loại nước súp. Thấy không? Để coi canh. Rồi, tiếng sáu vô tư mà lấy đồ ăn nha. Ở đây cứ thoải mái. Đây tôm. Cá hay cá. Gì? Cá. Ôi, cá. Cứ mỗi thứ lấy 4 cục thôi. 4 người. Rồi tôm ở dưới. À. Tôm nè, 4 con tôm. Ai biết đâu thì mỗi người con trước đi. Bên đây mực gì nữa kìa. Ok, cua kìa, có lấy cua không? Khoan, để lấy. Ôi, nhiều quá trời. Giấy lấy dĩ cua ra. Đấy. Bỏ cua vô cho nó ra. Đây. Đó, mình bỏ cua vô cho nó ra nước. Rồi bây giờ là chị cô Tư thì lấy nước sôi. Lấy tàu hủ ngon quá ăn. Lấy nước sôi. Dạ, mì. Chú lấy một cái thôi chú. Chú muốn udon á, thì cái này udon, hột gà. Lấy cái chút đi. Rồi một hồi nữa khi mình ăn xong á, mình mới qua bên đây mình ăn tới mấy cái món này. Dạ. Rồi bên đây á, là những cái món này là món kem, ice cream. Ok, cái này không sao, cái này cuối cùng. Cô Tư đi lấy nước tương. Ok, bây giờ để qua coi thím sáu vô tư mà lấy đồ ăn. À, người ta đẩy thịt ra nữa đó. Sao lấy cái gì đó thím sáu? Đủ rồi. Thì tiếng người ta đem nữa. Đó, đủ loại hết mà. Ốc rồi cá. Rau đằng kia đi, loại nặng lấy rau đi. Tủ rau. Đây bên đây là tủ rau đây. Bây giờ mình đi qua từng cái tủ rau này trước. Đây, ở đây là có huyết nè, đủ loại thịt hết. À, người ta đem ra nè, đem ra thêm. Rồi bên đây là khoai môn gì Tư? Ồ, khoai môn nè ha, rau nè ha, này nè, khoai môn, lấy khoai môn, bắp kìa, rồi cải, rồi cho cô Tư múc, quá đã luôn hả cô Tư? Trên bàn đó là tùm lum hết trơn, nhiều thứ quá. Lấy khoai môn, I like khoai môn, thích khoai môn. Nó quay cô Tư ha. Đó, dễ ra. Lấy ai qua nhiều khoai môn nha, cho nó bùi cái súp. À. dữ quá. Rồi tí nó lấy khoai nữa, đang bỏ vô cho nó ngọt. Còn đây bên đây nữa nè. Bên đây là cá gì nữa nè. Có hai dĩa thịt bò rồi. Tủm.
người ta đem thịt ra phà phà luôn. Có tôm với si phú, lấy si phú nữa. Ok, bên đây á là si phú nè. Ok, mực ha, rồi ốc nè ha, con gì vậy không biết, con gì đó. Tôm ở dưới kia có rồi. Thôi mình bỏ vô cái nồi. Ô lấy một cái dĩa quyết luôn. Ở cái dĩa kia nó mềm thì đến sáu. Dĩa bên đó nó mềm bên phải á, bên phải này hả? Ừ. Sao lấy này mềm là sao? Ai con thằng nghĩ nó không biết, nó mềm nó ngon hơn chứ hả? Không à. Thấy. Ok, lấy cái đó đi. Phải ấy hơn chứ. Ai biết đâu. Rồi rửa rồi nhiều lắm thôi. Lấy hai dĩa luôn. Cái thức ăn quyết hả? Ừ. Rồi. Thôi được rồi. Đi được rồi. Gạo nãy kìa. Có Mỹ Quyền có lấy thôi. Ta cứ đẩy đồ ra ăn. Quá trời luôn rồi. Nè, bỏ cái này vô đi, bỏ vô cho nó bớt đi. Không, không có, không có sao đâu chú. Nó không lấy chảy dịch cho chú sao mày. Bỏ vô, bỏ cái, bỏ chút nha. Đó, nó bốn rồi. Không thấy sôi mẹ gì, tao thấy chưa kêu bỏ gì cả. Mình bỏ từ từ đó thôi. Nước phải sôi lên. Đây. Nói chung là nhìn hấp dẫn lắm, chưa ăn mà thấy bộ hấp dẫn à. Qua đây coi nè, có hai chú cáo mà bỏ. Ờ, sen. Bỏ vô đi chú, hồi con thích ăn mấy cái đó lắm. Hai chú cáo bỏ đi, cứ bỏ vô đi. Đây, tới mình nè, nè cái dĩa này nè. Bỏ vô luôn. Từ từ đi. Vô luôn. Thấy không? Cái này bỏ vô luôn. Dạ, cảm ơn canh dây. Đó, canh dây của mình đây. Kêu một canh dây là ra một ly bê lớn à. Cảm ơn em trai. Đây, ống hút. Chú Sáu hưởng. Bữa nay đó là mình tổ chức sinh nhật cho chú Sáu. Tại vì hôm qua là sinh nhật, nhưng mà tại vì tụi này xuống trễ quá, thành ra chiều nay chú Sáu thì ăn sinh nhật. Ngon quá, ngon quá. Ngon không? Nó chanh dây của con nữa nè, thấy không? Một bình chanh dây hấp dẫn hơn. Ủa cái nào tự nhiên ba mình đi làm tình luôn. Chú cứ bỏ vô ăn thôi à. Cái này là em làm cái sốt này á, là Nguyễn Pha đúng cái này là cái sả tế. Sáu không biết cũng lấy thuốc. Ở dưới thì ớt, ở trên sả tế. Người ta làm vậy, người ta mít tùm lum. Lấy tỏi rồi sả tế thôi. Chú Sáu đang ngồi trả trời. Đợi cái nước này, nó sôi. Tươi, nước tươi mà sôi. Nước tươi. Nước chưa sôi mà chú Sáu đến sao bỏ vô nhiều quá. Sao chú Sáu? Chú Sáu có màu bỏ lại đi. Cái là bố nhớ bố cái thằng bố chính rồi, tôm chính rồi. Chính rồi nè, tôm chính rồi nè. Cái này để ở đây nè, mình sôi nữa. Ngon rồi.
quay ra mới đang ra người riêng mà đang ăn tôm thì đâu có gì đâu đặc biệt. Vừa anh múc chân chân cho em nữa. Nó vừa chín không hết. Bớt lửa đây không, bắt đầu xong. Ăn nhiều đúng rồi. Trong trọng nhiều lắm rồi đó, bắt đầu sôi lên là bớt lửa lại. Tôm nhiều quá vậy. Ai lấy nhiều bỏ vô hết luôn đó. Cứ bỏ mình cái đó nó the ngon. Nước sốt nó bốn loại nước sốt. Sốt nó cũng lấy nguồn. Con cua có hạnh đâu. À, cua nó chín rồi nè. Cho nó chút xíu cho nó chín nữa đi. Ngon quá. Hồi ra lấy tầng ô thêm. Con thích ăn đầu tầng ô. Với thêm sao lấy spinach cho thứ sáu. Lấy spinach. Rau cái gì, rau dịch gì đó. Sao cua tươi không? Cua không có gặp nhiều. Nhưng mà tươi không? Chú Sáu ăn sao chú Sáu? Cũng ok hả? Theo con á, thì cái nước spicy á, nó hơi cay. Còn cái gia vị mà nước súp ngon hay không á, thì con thấy nó cũng thường thôi ha. Nó, nước nó không ngọt. Nó cũng ok thôi. Ăn một lần cho biết. Đây là cái nồi bốn vị. Một cái vị chua hả chứ sao? Cái chua, một cái cay. Hai bên kia là gì? Mỗi một phần ăn hồi nãy là quên nhiêu rồi, hai mấy đồng quên rồi? 27 đồng chứ. 10% đó. Cả như còn 25 đồng mỗi người. Mà ăn ăn chỗ này là quá rẻ. Tại vì mình ăn quá trời đủ loại hết. Cô Tư quốc vô đi cô Tư. Đó. Chú Sáu nãy giờ thấy thích ăn mì à. Cô hỏi cái tay biết mà Linh này kêu gọi cho Linh kêu gọi cho chú Sáu nè. Sâu ấp nè. Ở đây cua với tôm chưa ăn tới còn hơi nóng. Lỡ mà chú Sáu một khoe bling vậy nữa. Chú Sáu phải sâu ấp. Có, nó không có chắc. Không phải là cái chai kim đồ. Ăn không? Ăn không? Mấy con ăn được rồi, chúng ta thịt bò.
bỏ vô luôn cho hết. Một mềm lắm. Rất là mềm luôn. Ngon không? Bữa nay sinh nhật chú Sáu. Dẫn chú Sáu đãi đi ăn sinh nhật. Và ngày mai mình về New Orleans. Mấy đứa em sẽ đãi chú Sáu ăn sinh nhật nữa. Năm nay năm nay chú Sáu ăn sinh nhật của lớn. Năm nay chắc trẻ mấy lần luôn. Đó, cho mọi người thấy là bữa nay dẫn chú Sáu đi ăn sinh nhật tại nhà hàng của Khoa Pop ở dưới Houston đấy. Cháy trường nó đổ đi đó trời, nó thấy gì. Cô Tư ăn. Cô biết mình quay phim cho nên cô Tư lựa rau không à. Còn lúc không có quay phim cô Tư ăn thịt, ăn cá. Bánh nước còn đồ ăn nữa nè. Sáu sớt chưa? Bánh ngọt sòn miếng sớt chưa? Ngon không? Ngon không? Ngon. Quá ngon luôn. Sáu là không chê rồi đó. Sáu cũng không chê rồi đó. Thật sự thật cũng không chê luôn. Ngon lắm. Nó bốn loại sức. Thì nó còn dễ hả? Chú ăn nhiều quá rồi. Thầy chú lấy 2 tiếng. Con kia thì 3 tiếng nữa. Mình ở dưới còn nhiều lắm á. Ủa bụng mà ăn mì vậy bả? À, bây giờ ăn thằng với nguyện nó đây hot pot nè. Ờ, nó ra cái gì đâu mà muốn cái mẻ nó ra hết trơn luôn trời. Không biết bao nhiêu mà ăn hết. Hết trơn luôn, không sợ miếng nữa. Nãy giờ mình thích mình ăn rau nhiều nhất. Nãy giờ hình như là phải ăn rau nè ha. Hình như là chanh dây đó. À, mẹ cái lưu chanh dây uống má thì cũng ra luôn. Người cổ mẹ luôn. Lưu chanh dây của tôi là còn lưu này uống gì nổi đâu. Bà cháu ba ăn này nổi, bà đổ vỏ không nãy giờ bốn dĩa vậy đó. Vỏ không đi. Tại vì ngon quá. Tại vì ngon quá. Quá ăn vậy. Ở đây nó còn hai cái bí này nè, bí ngon nè. Bí với bùi, mua chưa? Bí. Bùi đây nè, đây em biết. Rồi, nãy giờ chưa ăn miếng bí nào hết. Từ đầu tới giờ chưa ăn mà nghe khen ngon, ngon. Dẻo lắm, bí quá bùi. Quá ngon. Ừ, nó bùi lắm. Ủa mà nãy chú bí này kia không biết lỡ. No, này bí bí Nhật. Chắc tinh nhiều sợ không kìa. Ngon quá, nhiều thôi, chút nên bữa ăn nhiều quá rồi. Cái học này còn nhiều lắm đó, ráng nghe cái học đó. Cái đó thì ba đổ cho ăn đi. Chúng em lắm hoa hết hả? Cái học nói chung là khoai môn với cơm bí thôi. Bí đỏ. Còn mình ăn đó. Cái hồi chú ăn thêm miếng khoai môn nữa. Ngon mùi. Đến sáng mày bộ đi lấy đồ ăn nữa hay gì vậy đó. Đã có khớp. Ở lâu lâu mình ăn nữa. Sáng mày lấy gì nữa? Không có, có kem nữa. Nhưng mà bây giờ là còn chưa nóng á, mùa hè ăn sao ấy mà nó hay với nó bổ cái cây gà cái thằng tàu cứ ăn đó ba vịt rằm biết chưa nè có oyster nữa nè thấy không nhiều quá cái này à đứng rồi bỏ đây là lâu lắm.
Oyster một kéo 6 con lận mà. Uống tiếng thì thiếp uống thử cho nó dai ở sau. Chị cứ nhắc mua trong này đến 6 bỏ lại giờ ạ. Nó biến rồi. Mà nó còn ra nhắc à. Cũng nó ăn tiền quá. Mấy thằng chủ này phải nói nó ngâm trước sao. Rồi giờ bà ấy cho nổi là cái này ăn. Rồi cuối cùng thì ăn xong rồi. Ủa rồi hả? Ấp trên á. Hết luôn. Ngay không? Có cái ly cô gôn, tôi xin cái ly cô gôn. Bao nhiêu cái? Một, hai giờ hai ly. Bây giờ tới trái cây. Bốn giờ mình ăn ít, không có nhiều. Nhiều quá rồi, giờ còn có nhiều nước rồi. Ăn ít dễ rồi. Ăn ít mà, giờ mạnh xuống. Ăn nhiều mạnh xuống. Happy birthday chú Sáu, belated. Sinh nhật của chú Sáu ngày qua mà hôm nay chú Sáu về chú Sáu coi video YouTube của Khoa Pháp là chủ của nhà hàng này. Thấy thằng áo đen là lính không? Cháu ơi cho trả tiền. Em sẽ lắp bàn cho. Làm. Đợi có nói bao nhiêu chứ cái đã tự. Trong đây sạch sẽ, mấy đứa tiền tiền đi. Mới rồi. Có 4 người nó đưa. Mua gì? Mình chưa điền, mình phải điền ra mới được. Nghĩ là tên mà. Tên một người thôi, Mỹ Hạnh chịu hưởng hết. Bốn tên số điện thoại. Dạ, dạ.
Một cái thôi, bỏ một phìa thôi. Một phìa nè, mình ok. Đó, nếu mà họ kéo tên mình là mình trúng được. Rồi, mày đi đi, để em ra lấy điện thoại. Ờ, à, nhỏ này điệu quá trời điệu luôn. Nhỏ nào điệu? Nhỏ nào điệu? Điệu nè, nhỏ này nè, nó điệu cái chưa. Rồi, đứng đây đi. Vô. Chụp cái rồi. Sắp cháu cầm 4 cái tờ này dùm mày. Ôi sao bỏ vô đó. Cầm đây, bỏ vô phân nửa, còn phân nửa nặng kia nó gọi mình chứ. Đúng không? Nói đây nói ba. Rồi. Rồi, nghe. Thế bây giờ mình ra ăn xong rồi bây giờ còn biết bao nhiêu người ở ngoài ngồi đợi vậy đó. Thấy không? Tại vì không có bàn. Cho nên người ta phải ngồi đợi ở ngoài sân. Rồi. Mình thì ăn xong rồi. Chỗ này là coi như là một cái tiệm này của nó hết á. Dạ. Đi dài tới đó luôn. Đó đằng sau đằng trước luôn. Còn anh là security cho car park hả? Làm security nhiều lắm. À. Làm security officer, còn thằng đó là thằng bạn. Nó làm ở đây. À. Còn em làm chỗ khác. Nhưng mà mình cũng lại đây mình canh. Dạ. Nay đi kêu nó đi giúp cho mình chỗ khác làm á. À. Dạ, chập nó đi chăm cho mình chỗ khác làm. À. Trong cái tiệm lớn hơn ở đây. Rồi xong rồi, thôi đi về. Ăn no rồi. Mimosa. Đó, là chỗ co khóc. Mà nó để chung quanh ngay cái corner. Giờ làm gì vậy đâu? 32 đồng một người mà nó bớt 10%. Bây giờ 32 đồng người. 25 một cái này hết có 7 rồi. Cái này xe bãi đậu xe. Bãi đậu xe này có khoảng 200 chỗ vậy luôn á. Quá rộng. Yeah. Nè. Còn bên đây đó anh. Nguyên cái bạc kinh ở đây nè. Đây nè. Dữ lắm. Đấy, bạc kinh trống nè. Rất là nhiều, khoảng 200 cái bạc kinh luôn. Là tất cả đều là cho cái shopping bên đó là của car park. Mostly. Rất là rộng. Chỗ đâu? Mà con đường này là con đường Bel-Air. Ngay trên đường Bel-Air. Ok. Dạ, rộng, rộng, thoải mái. Không có lo vấn đề parking ha. Nó mua cái đất này á, nó làm chủ luôn nè. Nó mua luôn hả? Ừ, nó mua, nó xây ra, nó mua cái dãy của nó luôn à. Con triệu mấy vậy ạ? Ừ.